Chào các bạn, mời các bạn cùng mình check-in khu nghỉ dưỡng được mệnh danh là Santorini Việt Nam, Đan Rừng Phước Hải nhé. Sau khoảng 2 giờ di chuyển từ Sài Gòn, các bạn sẽ đến được khu nghỉ dưỡng Đan Rừng Phước Hải bên bờ biển siêu xinh với hai màu chủ đạo là trắng và xanh. Giờ nhận phòng ở đây là 3 giờ chiều, do vậy chúng ta nhớ chú ý giờ để di chuyển đỡ phải chờ đợi nha. Giờ thì chúng ta vào phòng thôi. Điểm cộng lớn nhất của Đan Rừng Phước Hải là căn phòng rộng rãi, được trang trí rất tinh tế với gam màu pastel kết hợp với màu trắng. Bước vào căn phòng là cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều để lại phía bên ngoài cánh cửa rồi. Phòng tắm với bồn tắm to, view đẹp cực kỳ. Ngoài ra, ở khu nghỉ dưỡng Đan Rừng Phước Hải còn có hạng phòng condotel và villa phù hợp cho gia đình hay nhóm bạn đông người. Bạn nào đi đông thì có thể thử nha. Khu vực ăn sáng rất rộng, có cả trong nhà và ngoài trời. Vừa ăn sáng vừa nghe sóng biển rì rào thật thú vị phải không nè. Khu resort có bãi biển riêng rất dài và đẹp. Tuy nhiên, điều mà mình thích nhất ở đây là hồ bơi. Hồ bơi ở Đan Rừng Phước Hải được xây dựng dựa trên cảm hứng từ kiến trúc nhà tắm La Mã với những cây cầu cong cong thương hiệu. Đây là khu vực được check-in nhiều nhất ở Đan Rừng đó, các bạn đừng bỏ qua nhé.